Cũng trọng, cũng trọng đó. Được rồi, gì nướng nhậu được rồi. Cũng trọng trọng đó, nằm dưới đó đó. Cũng được. Tôi sợ tôi không dám động. Nói chung các bạn, cho mình ăn gì ông nướng nhậu. Mình sợ gắn ổng không bắt còn hơi. Nó không cắn nhưng mà gặp mình sợ. Đó các bạn, cho mà anh ông kìa, vì là chị hắn ai ông chỉnh nè các bạn ơi. Rồi, đầu đổ được chắc cũng 3 ký chúng ta. 3 ký. 3 ký. Đó, một đầu đổ được 3 ký các bạn. Nó có cái bự đó. Rồi nhảy rồ rồi. Quá trời ngon, cá ngon các bạn ơi. Đó. Quá trời luôn kìa. Đó. Được rồi các bạn ơi. Xong rồi. Bây giờ sái chém có một cái lằn liền. Tôi nuôi con khúc uống ghê thiệt chứ. Hàm không các bạn, gần muối quá hàm các bạn. Rồi còn đầu nữa là xong nghe cả nhà. Đó. Thì cái này cái cuối mình đổ, còn đầu này nó là xong nha các bạn ơi. Qua đầu này nó xong nha, mình về nha. Đó bạn, cá nhồi cho các bạn nè. Này là nó nằm đây nè, cắn gì trời. Cái gì nhâm nhâm hay phải không? Chắc không phải cái gì. Không phải. Dạ, gầu. Đó. Đó, cái cuối nha các bạn ơi. Rồi cái cuối thì vô rồi các bạn ơi. Vô rồi các bạn ơi. Cũng được, cái cuối này chắc cũng ăn ủi rồi các bạn ơi. Bạn thấy không? Làm rồ rồ có gô á. Rồi. Cái cuối vô rồi nha. Ngon. Thì các bạn kìa. Ngon một quậy luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Chưa. Đây này. À, cái cục tiền nó nhảy lắm các bạn. Nè, bỏ bỏ. Hái cá. Quá vô. Anh em lại tới tù đâu có ngùng các bạn ơi. Tại cái đầu bên kia gì đâu mà nó phình lên trơn trời. Quá trời cá luôn các bạn ơi. Nước giật rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không? Một bị luôn, thấy ghê chưa các bạn? Đó. À, bữa nay đổi cũng ngục nha. Một bị luôn các bạn ơi. Trời ơi kìa các bạn thấy không? Kìa đó, một bị luôn. Đó. Bị vô. Cá lóc các bạn ơi, cá lóc kiến các bạn ơi, hết cá, thấy không? Các bạn, chết chơi trời. Ừ, sao mà nó trắng bên đó dần. Ừ. Cá đó các bạn. Chết đó này. Ừ. Cái này đừng để vô cổ bán luôn. Hết á, để vô cổ bán luôn. Xong được chợ căng trong đó ai mà biết. Nhưng nó nằm ở trong cái vùng nước nữa, lẫn trong gần đấy ai mà tại thu thấy người ta dùng được bỏ đó thì mình căng luôn.
thì ớt chắc cũng ủ mắm được mà, ủ nước mắm được mà. Tối thấy ông lúc mà sáu bây giờ ở đâu? Dạ em dòng xe lên chỗ ông đó. Phải không? Dòng xe lên chỗ ông, ông đi đổ thôi, tính không có, không có dòng xe. Rồi lên đổ nhiều quá, anh mới lại nhà dòng xe lên chỗ ông, rồi về nhà bà dùm cán cá rồi. Rồi ông mới chạy về với bà đó. Thì đó, thấy giờ đó, thấy sáu giờ mấy giờ đó còn sớm, hơi không sớm, thấy ông đi ngang chạy ngang đâu. Đi đổ lúc mà... Chắc đổ giúp chiều. Ừ. Ông đổ giúp chiều. Giờ qua kia đậu tiếp nha các bạn ơi. Đổ được đầu, giờ qua đầu kia đậu tiếp. Bên kia nó phình trắng luôn kìa. Nó sình, nó chết các bạn. Nước giật đó. Cá phi chết chứ cá gô nó chết. Đó bạn, thấy trắng trơn luôn các bạn ơi. Đó bạn thấy không? Rơi không? Nhiều đây này các bạn ơi. Má chừng 30 cái mà gặp nhiều đây thôi lúc luôn. Cẩu nhớ lúc luôn. Qua cái này bữa trước anh đổ cái này chạy hôm nay nó ngang qua. Lúc lúc luôn, gặp mà nhiều thôi đừng không cần nhiều, cái nào cũng như cái này thôi là bán gỗ tiền không à. Chung anh nào ơi. Ngồi chung không có đụng tới đâu. Anh cũng sợ. Thì bỏ lên xuồng đi, cho nó ra xuồng đi, đừng đụng đĩa tới nó. Vũ gắn là không có chơi rồi. Dục dục mạnh vô xuồng đi. Ôi, ai bắt? Dục mạnh vô xuồng đi rồi nó lắc lấy. Còn hồi ai ra bắt nó không chờ. Không có gọi đâu. Bòi vô đó đi lắc lấy cái vật. Dục vô đi. Bắt cái gô phi trước đi, để đây từ từ lắc thì bắt được. Lắc bỏ xuồng đi, lắc lấy vật mình xúc từ từ được, không sao. Dùng vô cái măng trước đi. Nó ra cho mẹ. Ra ra cho mẹ nó. Đủ. Các bạn thấy ơi chưa? Đóng luôn các bạn ơi. Nửa thao luôn các bạn ơi. Được con nè mà nó à, cho nè. Lên bắt đi. Nó trong sao nè. Cũng bự. Đó. Rồi bữa đó con bự hơn con này nữa. Ớt luôn các bạn. Cái gù. Tôi lấy cái dầm vứt bỏ. Cá phi các bạn ơi. Đó tôi đi đặt trong đặt cái cũng trọng đấy, cũng trọng đó, được rồi, gì nướng nhậu được rồi, cũng trọng trọng đó, nằm dưới đó đó, cũng được. Tôi sợ tôi không dám động. Tiếng chung các bạn, cho mình ăn gì ông nướng nhậu. Mình sợ gắn ổng không bắt còn hơi. Nó không cắn nhưng mà gặp mình sợ. Đó các bạn, cho mà anh ông kìa, gì là chị hắn ai ông chỉnh đây các bạn ơi. Rồi, đầu đổ được chắc cũng 3 kg chúng ta. 3 kg. 3 kg. Đó là một đầu đổ 3 kg các bạn. Nó có cái bự đó. Cô
rồ nhảy rồ rồ.